lưng như dốc. Anh ơi, cho em hỏi nhanh, anh Hùng ở nhà nào nhỉ? Anh cho em hỏi nhanh, anh Hùng ở nhà nào nhỉ? Vâng. Nhà trắng ấy đúng không ạ? Vâng, 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 em cảm ơn nhé. Nó còn bán tải đấy đúng không? Con xe bán tải. À đúng rồi, con nó hay lắc thôi gì? Ờ, cái đúng nhà này, cái kia nhỉ? Sơn đường. Đấy, cổng vào được. Nhà to đấy. Nó đang làm gì? Quay lại. Vâng, vâng, vâng. Người bên đấy. Cứ để đấy. Đây quý vị nha, hiện tại chúng tôi bàn giao nhìn nhà anh Hùng ở tại Yên Tập, Cẩm Khê. Một bộ bàn ghế gỗ mít Âu Á đây. Để trước sân thì gia đình đang hoàn thiện ngôi nhà, rất là bụi nên là chưa kê trong nhà nữa. Thì chúng tôi có bàn giao phía ngoài thôi. Quay lại cái ngôi nhà làm kỷ niệm mọi người. Tôi vừa bàn giao phía dưới này. À, cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng ở những ngày cuối tháng 11 và đầu sang tháng 12 năm 2020. Thì trước mặt quý vị chúng tôi có hoàn thiện xong một bộ bàn ghế Âu Á bằng chất liệu gỗ Mita. Thì đây là một sản phẩm của một khách hàng tại Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây thì hôm nay chúng tôi chuẩn bị bàn giao khách hàng. Tôi có quay lại cái video clip làm kỷ niệm với khách hàng cũng như là giới thiệu lại cho mọi người. Thì bộ bàn ghế bằng chất liệu gỗ mít này thì quý vị được biết là hiện tại gỗ mít đang rất là quý hiếm, và những sản phẩm bằng gỗ mít thì giá thành khá là đắt đỏ. Hôm nay rất là lâu rồi chúng tôi có một đơn hàng bằng chất liệu gỗ mít bộ bàn ghế Âu Á này. Bộ này bao gồm có 6 món và kích thước thì là hàng khá là dày dặn, cũng như là gỗ mít ta, gỗ mít quê tại Phú Thọ. Đây trước mặt quý vị là hình ảnh một vài hình chi tiết về bộ sản phẩm này. Đây là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ này, và sản phẩm chúng tôi đã hoàn thiện sơn BU hết rồi. Sơn BU rất là bóng quý vị. Sơn BU cực kỳ là bóng. Đây. Đây phần bàn này, bao gồm một cái kéo này. Gỗ mít cam kết là 100% chất liệu gỗ mít chọn lọc. Rất là đẹp. Nhưng mà rất là hiếm để có một cái bộ bàn ghế này như gỗ mít mà đều như này quý vị nhá. Rất là hiếm để có một cái bộ bàn ghế gỗ mít mà nó đều màu như này, bởi vì quý vị biết là cái gỗ mít là nó rất là nhiều mắt. Đây, vẫn có những cái mắt nhỏ này, không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên như thế này là rất là đều gỗ rồi này. Đó. Mẫu ghế này là mẫu ghế Âu Á thì rất là đơn giản thôi. Thì tôi cũng chỉ giới thiệu một clip ngắn qua thôi, bởi vì hiện tại xe đang chờ sẵn để chuẩn bị xếp và đến hẹn giờ khách hàng muộn giờ nhé. Còn quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với xưởng đồ gỗ Tùng Tám này, cơ sở địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ này, số điện thoại là 0957 510 86, website là đồ gỗ tùng 8.com. ok mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip giới thiệu sản phẩm khác. Chúng tôi thường xuyên là đăng tải những cái sản phẩm mới và mẫu đặc biệt ở trên kênh YouTube đồ gỗ tùng 8.com, thì mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh. Xin chào mọi người.